ngay chợ Phú Giáo này, cho mọi người xem một lực lượng hùng hậu đang trực nồng độ cồn luôn nhé. Đó, ngay đèn đỏ đây phải là một lực lượng rất hùng hậu luôn, nguyên một dãy dài luôn. Nói chung là không biết ngày nay chắc có chuyên đề đặc biệt ấy, mấy ngày nay ngày nào cũng trực ở toàn bộ các xã lân cận lẫn ở ngoài huyện Phú Giáo này. Mình hồi đấy bị thổi rồi, giờ mình đang quay lại ở trên đường về thôi, nhưng mà chắc người ta nhớ là thổi rồi là người ta không có thổi nữa đâu, tại hồi nãy thổi mình rồi mà, chắc nhớ là xe thổi rồi. Mới thổi rồi anh, mới thổi rồi à, mới đi ngược này. Một lực lượng phải nói là rất hùng hậu luôn. Mình thổi rồi nhưng vẫn thổi lại nhé, tại vì hồi nãy mình đi ngược chiều đằng kia thì giờ mình đang đi chiều quay ngược lại. Đây là chợ Phú Giáo, chợ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thị trấn Phước Vĩnh,